Bài hôm nay chúng ta sẽ học đó là cách sử dụng lệnh if ở trong C sharp. Thì chúng ta sẽ làm một bài tập nhỏ như thế này. Chúng ta cho phép người dùng nhập vào hai số A và B, sau đó tạo ra bốn cái nút nhấn là cộng, trừ, nhân, chia. Click vào một trong bốn nút nhấn đó sẽ xuất ra kết quả tương ứng. Bây giờ chúng ta thiết kế giao diện. Giá trị khởi tạo cho số A chúng ta sẽ lấy luôn là số 0, hỏi luôn là số 0. Chúng ta sẽ canh lề cho cái text box là nằm ở bên phải. Copy path ra. Copy path ra. Các bạn nhấn Ctrl rồi kéo nó ra. Đây sẽ là số B. Đây là kết quả. Và chúng ta tạo bốn cái nút nhấn. Cái textbox kết quả mình sẽ không cho người dùng chỉnh sửa số ở trong textbox kết quả, cho nên thuộc tính read only của nó mình đặt giá trị là true với tên. Đầu tiên là cộng, tăng kích thước phông chữ nó lên cho dễ thấy, tăng cho cả bốn nút luôn. Trừ. Nhân à, nhân thì trong cái ngôn ngữ lập trình người ta thường ghi là dấu sao. Chi à, bây giờ chúng ta đặt tên cho cái đối tượng. Test vòng 1 mình sẽ đặt tên là TTA, là TTB. Đây là TT kết quả. Đây là button cộng. Trừ. Nhân. Và chi. Form. Form mình đặt thuộc tính test cho nó là một chiếc máy tính đơn giản. Simple calculator. Ngoài ra mình muốn lúc mà nó chạy cái form lên, form nó sẽ nằm giữa màn hình luôn, cho nên thuộc tính Start Position mình sẽ chọn là Center Screen. Và không cho phép người dùng phóng lớn cái form của chúng ta đó. À, phóng lớn là toàn màn hình nó sẽ rất là xấu. Trên nút Maximize, Maximize Box. Đây, chúng ta chọn là Font luôn. Và không cho phép người dùng thay đổi kích thước của form. À,
thuộc tính Form Border Style. Chúng ta chọn là Fish Single. Fish Single. Rồi chạy lên thử. Đó, các bạn thấy form nó xuất hiện giữa màn hình rồi, không cho ông ta thay đổi kích thước luôn. Nút phóng lớn toàn màn hình nó bị mờ, như vậy là đạt yêu cầu rồi. Bây giờ tới phần viết code. Để viết code thì các bạn click chuột phải vào ở cái form, chọn là view code. Là nhấn phím F7. Thì ở trong code chúng ta sẽ viết một cái hàm để tính riêng, sau đó viết sự kiện cho các nút nhấn riêng. Một cái hàm ken trả về kiểu double. Tham số thứ nhất là kiểu double, là toán hạng 1. Tham số thứ hai là toán hạng 2. Và nó sẽ nhận vào một cái toán tử kiểu string. Tùy theo toán tử này mà nó thực hiện dấu phép cộng, phép trừ hay là phép nhân chi. Ta dùng hàm if để xét nếu mà toán tử của chúng ta mà bằng với lại phép cộng thì dĩ nhiên chúng ta sẽ thực hiện phép cộng, thì kết quả sẽ bằng toán hạng 1 cộng cho toán hạng 2, còn ngược lại. Ngược lại toán tử của chúng ta mà bằng với lại dấu trừ thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính là kết quả bằng toán hạng 1 trừ cho toán hạng 2. Tương tự như vậy cho dấu nhân và dấu chi. Các bạn thấy cấu trúc if của nó khá là đơn giản, giống y chang như là ngôn ngữ C hoặc là Java. Cuối cùng chúng ta sẽ return kết quả. Rồi, tiếp theo chúng ta viết sự kiện cho 4 nút nhấn. Đầu tiên là dấu cộng. Chúng ta sẽ lấy toán hạng 1 là từ cái testbox TTA, thuộc tính test của nó. Cái kiểu test thì không thể gán cho kiểu double được, cho nên chúng ta phải dùng phải chuyển đổi kiểu, dùng phương thức brace của lớp double. Chúng ta có thể làm được điều này, chuyển đổi kiểu từ kiểu string sang kiểu double. Tương tự như vậy chúng ta làm cho toán hạng 2. Kết quả chúng ta sẽ gọi hàm can, chúng ta truyền vào toán hạng 1, toán hạng 2 và toán tử là dấu cộng. Sau đó chúng ta xuất kết quả ra cái test box kết quả bằng kết quả chấm toString. Kết quả là kiểu double, chúng ta phải chuyển nó sang kiểu string trước, sau đó mới gán ra cho thuộc tính test của test box kết quả chứ. Tương tự như vậy cho
trừ. Chúng ta copy bạn luôn cho nhanh. Phép nhân. Và phép chi. Thì trong phép chi chúng ta có trường hợp đặc biệt đó là chia không, chúng ta phải xét để loại trừ trường hợp này ra. Nếu toán hàng hai của chúng ta mà bằng không thì chúng ta sẽ xuất ra một cái thông báo. Là không thể chia vô không. Tiêu đề của cái thông báo này sẽ là lỗi. Thông báo này sẽ có một nút nhấn duy nhất là OK. Và cái icon của nó là error này. Cái lệnh xuất thông báo này rất là dài, chúng ta có thể xuống hàng để dễ nhìn thấy ha. Sau khi xuất thông báo thì chúng ta thoát ra khỏi cái hàm tính luôn, không thực hiện cái phép tính ở dưới nữa bằng câu lệnh return. Sau khi người dùng nhấn OK, chúng ta cho chương trình chúng ta return luôn, thoát khỏi hàm luôn. Vậy chúng ta chạy thử chương trình. Đây là số 10 chẳng hạn, đây là số 5. Phép cộng kết quả là 15, trừ là 5, nhân là 50, chia là 2. Bây giờ chúng ta thử trường hợp kết quả số B của chúng ta là 0. Chúng ta nhấn dấu chi, nó sẽ xuất hiện một cái thông báo lỗi là không thể chia dấu số 0 này. Hai bài của chúng ta đến đây là hết đây. Chúng ta thấy cấu trúc if nó cũng đơn giản chứ không có khó khăn gì hết. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại trong bài sau.